anh đã PK girlfriend Ukraine. girl Ukraine. Ukraine Thua sấp mặt đây này. anh đã no look give video kiss no I don't care. Trời. Em cảm ơn anh mình. Anh đặt no. Cảm ơn vì điện. No. Anh đặt no. Có nhìn thấy no. Đâu mà cảm ơn. Thì no. Ơi you. Thì ơi. Ơi. Chị giải thích đi mà em không nhìn thấy. Too many people. Too many gift. No. You thả lại đi. Video chị bảo top nó... one. Top 1 PK anh đặt no. Thank you. Top 1 tỏa đi. He say now put again. Fidia top 1 anh đặt. Chị bảo là hôn lại đi. Again now do again. No. anh đặt say. Chị anh đặt say. So beautiful girl Ukraine. À bảo là sẽ khen con kia xinh gái nhá. Ấy. Ấy. Lại còn khen Vidya. So beautiful, where are you from? Yes. Vidya. Yes. Này. Where are you from? Thùy ơi Thùy. Ơi. Em bảo là như này. Em like với người khác ấy. Em like thì bị Indo sang spam. Đã thế em càng đi like người khác đấy. Bảo Vidya thế. Bảo Vidya thế. Because he PK with girl, a lot of Indonesia fan come toxic, so he want to like more with girl. Indonesia number one. Okay, bye bye. Yeah. Hey, girlfriend, I'm that from Ukraine. Huh? Cái gì? Ukraine. Girlfriend, I'm that from Indonesia. Bà định lừa tôi hả bà Thùy? Câu này hiểu. Vidya con kia Singapore. Về Việt Nam với anh. Đừng ở Singapore nữa. Anh đặt. Vidya ăn. iPod Việt Nam. Money Vidya. Vidya. Give link. Vidya no money. No nước. Thế sao không bảo con khôi mua nước cho? Đồ ăn. Đói. Ờ. Mở tủ lạnh ra xem bao nhiêu nước ở trong tủ lạnh kia. Anh đặt Vidya. No money Vidya no uống nước. No ăn. Really? Yeah. Coconut. Mì tôm Airport Việt Nam. No, mì tôm. Mì tôm. Mì tôm à đi. Ăn đi video one. Vidya no ăn. Ăn một miếng. Vidya con kia nít. Này. Vidya ăn kem. Ice cream. anh đất. Ơi. Anh đất no go Indonesia. Anh đặt no miss Syria. Cay chứ. Anh đặt no miss Syria. Này. Thùy ơi Thùy. Ơi. Chị nói là như thế này. Chị nói như này nhá. Ai là người có lỗi thì phải xin lỗi, không thì sẽ tức giận. Who do wrong must say sorry, not angry. What? Don't know. Angry? Yeah. Say who wrong, never say sorry. Why? Why? Hey. Vidya. Khôi. Vidya. Adi. Khôi. Anh đã. Tập trung đi đưa ta. Chị top Vidya. Vidya uống nước. Anh coi. Vidya. Hả?
Vidya, I don't know. Chị. Thôi. Yeah, I don't know. I'm going go to Vietnam. Go to Singapore. Nó bảo nó có biết Khôi đi đâu. Thôi, bay mệt lắm. Nó không biết đâu. No. Nó biết đâu. Video anh coi. Video. And YouTube call tomorrow. anh đặt. YouTube anh coi tomorrow. Video unlock. Anh coi video. Nó không biết đâu. Bọn này không biết đâu. Không ai biết đâu. Buổi sáng hôm qua sáng hôm nay tao mới mua vé mà. À, thế thì mình biết cái việc của ông ấy bảo mình là cái gì rồi. Mình ngu. Thẻ visa đó, tao mượn mày thẻ visa đó. Thì lúc đấy tao mới mua mà. Cay thật. Mình lại còn bảo là I think anh that angry. Ông này còn bảo mình là Singapore. Chuyển cho anh 30 triệu thôi. Mình thế nào mình chuyển cả 50 triệu. Hóa ra lừa mình. Cay thật. Anh có việc gấp. Guys, nếu biết được cái việc gấp gì. Jadi tuh ceritanya gini guys. Kan aku gak tahu, aku lagi minum. Tiba-tiba dia datang, ternyata kopernya diumpetin. Nah, Datvila gak tahu kalau I'm going go to Singapore. I don't know. Datu gak tahu guys. Aku pun juga gak tahu. Ketawa. Nó không biết đâu. Mỗi mình tao thôi. Spam no good. Spam cái gì vậy? Vừa xong em sang em chơi với cái Ngân ý. Thì em chỉ đi chơi PK bình thường thôi. Vừa mới mời một phát Đạt Vina no good. Đạt no good mấy các kiểu. Xong rồi tao kể đi chơi đấy. Là cái clip của Adi ý. Có cái clip của Adi là đến sân bay Singapore thì thấy cái vali của mày. Thì cái mấy cái đứa mà ở bên Indo ấy, nó lại bảo là nó lại spam cho Vinia là đặt Vila good tại vì thấy cái vali của mày. Thằng ta mới bảo là bây giờ cũng này, có công thế anh giấu vali ở đéo đâu đấy. Ta giấu vali mày biết không, ta không có, lúc đấy ta không quen được YouTube. Khi khúc đấy là như kiểu là ta đến, tao đi song song cùng xe mày ở cái khúc mà ở Tây Hồ đúng không? Em biết rồi. Xong đấy biết rồi. Chị Linh là chị đi nhanh lên. Sao ta cất vali ở cái chỗ mà ở chỗ cái hàng ghế, xong tao chờ mày đi, xong tao mới bảo con video biết, nó bảo là go này, video, biết go, thế go, nhá. Go. Xong tao vào nhà vệ sinh, xong bọn em này thì đi dùng xe. Im mồm. Em thì dùng mọi người là bảo thôi đi không chúng nó khóc. Nhanh lên, đi không chúng nó khóc bây giờ. Thì mình biết thế nhá, tôi cứ nhây ở đấy thì ông thì còn chơi ông mới đi được. Điên à, lỡ chuyến bay ông chết cha rồi. Ta đến check in trước ngày rồi, tao không có hành lý, tao tại vì về Sài Gòn luôn. Hiểu không? Ừ. Về Sài Gòn luôn là không có hành lý. Sao anh chỉ có sách tay thôi, sao anh vứt cái sách tay ở cái chỗ mấy cái hàng ghế mà xa. Ừ. Nói chung ok là Đạt Vila lô good. Thôi mọi người đừng có spam linh xin tinh. Mời đi sang bên kia. Lô good. Tiễn khách. No spam. Thúy ơi. Cái gì? Ra đây nhanh lên. Chị bắn như gió cho em. Chị bảo là Đạt Vila lô good thì tiễn khách. Ủa. Em spam là Đạt Vila lô good. No, Đạt Vila say something happened. If you don't know the whole story, please don't go and scold Đạt Vila. Don't spam Đạt Vila because Đạt Vila also got something to do. Đạt Vila want to make more money, then can do some job, then can go meet Vidya. Chị bảo là em phải có công việc, em phải bận rộn để em kiếm tiền.